Hello mọi người, thì bài hát này là bài Đâu Ai Dám Hứa trên kênh của Thỏ Bay Màu. Mình xin chia sẻ cái cách mà mình đệm hát cái bài này sao cho nó đơn giản nhất, nó dễ chơi cho các bạn nào mới tập guitar hoặc là chưa biết cách chơi bài này. Bài này gồm có bốn hợp âm chính và cái vòng nó cứ lặp đi lặp lại, cho nên các bạn chỉ cần bốn hợp âm là có thể chơi được bài này theo một cái vòng từ đầu đến cuối. Đầu tiên là hợp âm đô trưởng, thứ hai là mi bảy, thứ ba mi bảy là chúng ta chỉ cần bấm mi trưởng và thêm vào ngón út vào nốt re là thành mi bảy. Tiếp theo là hợp âm la thứ bảy chứ, các bạn chơi la thứ cũng được nhưng mà la thứ bảy thì nó sẽ hay hơn, là la thứ và ta bung ngón này là thành la thứ bảy, chỉ bấm hai ngón này thôi. Và cuối cùng là pha thứ là hợp âm pha mà các bạn bỏ đi ngón giữa, đúng rồi, đây là thành pha thứ. Một số bạn mới chơi chưa chặn được thì nó dễ bị tịt như thế này. Riêng bản thân mình chơi cũng lâu rồi nhưng mà đôi khi bấm nó vẫn bị tịt. Không sao, các bạn chỉ cần cố gắng tập là được. Ok, thì mình nhắc lại bốn hợp âm chính, đó là đô trưởng, mi bảy, la thứ bảy, pha thứ. Ok, chúng ta cùng vào intro nha. Thì intro mình cũng chơi nó đơn giản thôi, mình bấm hợp âm và mình chỉ móc dây bass và ba dây cuối đây. Mình chơi lại này. Rồi, thế là xong intro. Các bạn chỉ cần bắt đô, hợp âm đô, các bạn bấm vào bắt đô và móc ba dây cuối lên cùng một lượt. Tiếp theo là thứ và cuối cùng là pha thứ, nhưng mà phải dậm chân đúng nhịp nha mọi người. Ok, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, là chúng ta vào. Ok. Và bài này mình nếu chơi theo đơn giản thì chúng ta chỉ cần chơi điệu này là được. Chơi là các bạn bát móc chậm, móc chậm, bát móc chậm, móc chậm, móc chuyển, bát móc chậm, móc chậm. Chỗ này các bạn muốn chơi hay hơn thì chơi pha trưởng và pha thứ, chúng ta chia đôi. Đây nè. Đây, pha trưởng. Pha thứ. Đó là cách chơi của bài này. Các bạn chỉ cần chơi
Nếu mà chơi đơn giản thì chơi như thế thì đánh đúng nhịp thì nó sẽ nghe cũng rất là vui và hay lắm rồi, chứ không cần phải chơi các kỹ thuật cao hơn, ví dụ như là thì chúc mọi người có thể đánh được bài này và thỏa mãn đam mê nhé. Ok, xin chào mọi người. Có hứa sẽ xin đón em một chiều, dù cho biết đâu.